Huy xin kính chào tất cả quý chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay bên Huy mới vừa về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản cao nhất của dòng Vios nha quý chị. Sản xuất vào năm 2020, cá nhân đứng tên, một đời chủ từ đầu quý chị. Thì xe này chủ xe đổi xe mới, đổi xe Toyota Corolla Cross tại Toyota Tân Cảng Minh Huy, cho nên là mới bán lại cho Minh Huy thôi. Xe này thì cá nhân sử dụng một đời chủ từ đầu và có lịch sử hãng các chị. Hiện tại xe đi được khoảng 40.000 cây. Đèn thì được trang bị là đèn bi halogen, có tính năng tự động bật tắt và có trang bị cảm biến khoảng cách ở phía trước. Và đây là một trong những cái mẫu xe được khách hàng thích nhất quý chị, mẫu đẹp nhất của Toyota Vios. Ở phía trước thì có dải đèn chiếu sáng ban ngày, đây cái gì? Vỏ, đây anh chị, còn rất là dài luôn quý chị nha. Rồi màu trắng nha anh chị, màu trắng là một trong những cái màu được khách hàng khá là thích, rất là dễ chạy quý chị. Rồi, anh chị mà chạy đám cưới rồi anh chị mua dù là về chạy đám cưới rồi cũng rất là ok luôn. Với tay nắm cửa mặt chrome, có công tắc rò vào cửa thông minh, dán phim che mưa đầy đủ quý chị. Thì hiện tại sản phẩm này mới được bên Huy mua về, chưa spa, chưa làm đẹp gì hết. Bên Huy sẽ làm spa làm đẹp kỹ lưỡng của quý anh chị. Đấy, một trong những mẫu xe rất là quen thuộc Vios. Chủ xe trang bị phụ kiện như là những miếng chống trại bật lên xuống này, lót sàn quý vị. Còn ghế do là nguyên bản theo xe. Còn anh chị nhìn tấm lót chân anh chị thấy không? Rất là ok luôn, bằng đạp thắng, bằng đạp ga cũng vậy. Thì xe này nữ chạy chị lên chiếc xe Toyota Corolla Cross quý chị, cho nên là mới bán lại cho bên Huy. Bên Huy có đổi xe luôn quý chị nha. Xe nhưng mà xe phải chất lượng bên Huy mới đổi nha. Còn xe mà lỗi là bên Huy sẽ không có thu. Đây, xe mới bên Huy cũng có ha, khá là nhiều xe. Thì anh chị thích nào xe nào thì liên hệ. Có tính năng auto tự động bật tắt, vô lăng là bọc da, có những phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, rồi có công tắc cruise control luôn quý chị, ga tự động. Anh chị chạy đường trường, anh chị kích hoạt chế độ cruise control lên, chạy cực kỳ sướng luôn ha. Khởi động nút bấm startup này. Với trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, chuyển số rất là êm dịu. Còn hệ thống điều hòa thì xe trang bị hệ thống điều hòa tự động luôn quý chị nha. Đầu DVD. Rồi, thì xe này bên Huy mới vừa mua về thì chưa có làm spa, chưa có làm đẹp gì hết. Thì Huy cũng thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm. Do xe mới vừa về mà thấy xe đẹp quá cho nên là Huy tranh thủ Huy quay, chưa nắm được giá của mẫu xe này thôi quý anh chị, chưa nắm được giá luôn. Giá thì Huy nghĩ đâu đó lanh quanh nó hơn 4 xị quý anh chị. Đấy thì lanh quanh đâu đó hơn 4 xị thì chắc có lẽ là khoảng 4 xị 3 ha. Chắc tầm tầm đó quý anh chị ha. Thì khoảng khoảng như vậy. Thì với ghế là ghế da, rồi những vị trí như tựa tay, có vị trí để ly nước. Thực sự ra trên thị trường thì Huy thấy chiếc xe này giá thì có những nơi là người ta đang chào bán là khoảng 460 quý chị. Đó là cụ thể là có một cái Toyota đâu dưới Ninh Kiều thì Huy có thấy đăng như vậy. Nhưng mà hiện tại xe bên Huy thì giá nó sẽ ok, sẽ mềm hơn quý chị. Đây vỏ này, vỏ mới tinh quý chị. Đây, gai còn rất là dài luôn. Xe có lịch sử hãng nha quý chị nha. Đây, khai hửi cho các chi tiết này, đèn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có 4 cảm biến khoảng cách ở phía sau nha, 4 cảm biến khoảng cách ở phía sau. Còn đèn này hả chị, còn rất là mới luôn. Xe cá nhân sử dụng một đời chủ từ đầu, cho nên chị yên tâm ha. Bên Huy là cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước và có chính sách bảo hành về động cơ và hộp số cho quý anh chị. Mua tại Toyota Tân Cảng Minh Huy, cho nên là khách cũng đổi xe cũ cho bên Huy và lái xe mới cũng lái xe Toyota Corolla Cross cũng bên Huy luôn. Đấy, còn gầm bệ đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng cho nên quý anh chị yên tâm nha, không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Thì mới vừa về chưa có thông tin cụ thể, nhưng mà Huy coi qua chắc xe lịch sử cũng như là tình trạng ngoại thất, nội thất của chiếc xe thì về chiếc xe khả năng vận hành độ ổn định và mọi thứ thì bên Huy sẽ tiến hành làm spa làm đẹp. Thì anh chị nào có nhu cầu về mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm nha, vì đây là một trong những mẫu xe mà bên Huy chắc chắn sẽ bán rất là nhanh, vì thực sự ra những chiếc xe như thế này, mẫu mã này thì được khách hàng khá là chuộng. Cái mẫu mới hiện tại bây giờ quý anh chị nó không được chuộng khách. Có nhiều khách hàng không thích cái mẫu này, không thích cái mẫu mà mới hiện tại bây giờ. Và đây là những cái sản phẩm thực sự ra là sẽ có rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì lúc trước thì bên Huy cũng có những chiếc sản phẩm 2018 quý chị, 2018 mẫu mới, mẫu 2019 ha anh chị ha, 2020 như thế này nè, cái mẫu như thế này về là chưa kịp nóng máy, chưa kịp nguội máy luôn quý chị là khách đã lái rồi đã đặt cọc rồi. Còn động cơ này quý chị nhìn này, đấy, động cơ mọi thứ còn rất là ok luôn quý chị. Đấy, từng bộ lon con tắng, từng giấc điện, bên Huy sẽ tiến hành làm spa làm đẹp vệ sinh sạch sẽ hết. Quý chị mua thì chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Thì do xe mới vừa về chưa có thông tin chi tiết về cái mẫu xe này,
thì Huy cũng giới thiệu sơ lược để cho quý cô chú anh chị mình nắm. Và quý anh chị nào mà đang có nhu cầu mua về sử dụng gia đình thì anh chị liên hệ sớm nha, sớm đến thử xe và anh chị có thể đặt cọc, và với chiếc xe này thì phía tài chính Toyota cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. 2020 thì anh chị có thể vay được 70% quý anh chị. Vios bản G số tự động. Đấy, rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, bên Huy về làm spa lên là keng, keng như mới quý anh chị. Đó, chắc xe còn rất là đẹp luôn. Ok các anh chị, thì thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm, thì quan tâm thì liên hệ sớm Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho quý anh chị ạ.